Người cha ngoại giáo tại Sithon có gia đình Hoa Kiều đỏ. Người vợ và hai con gái đều theo Phật giáo, là đệ tử Ngài Tuyên Hóa. Nhưng ông chồng gần 70 tuổi lại là con chiên ngoan của Chúa. Mỗi bên từ quý đạo của mình nên khó thể dung hòa. Số là người chồng trước ở Đài Loan, do làm ăn thất bại, công ty bị phá sản, không thể bồi hoàn số nợ bạn bè đã hùn vốn, nên ông phải đem toàn gia qua Hương Cảng. Nào ngờ một năm sau lại chạm trán chủ nợ tại đây. Mặc dù lúc ấy bọn họ không đòi nợ, song cũng đủ khiến ông lo lắng bất an. Dù suốt 6 tháng không có chủ nợ nào mò đến gõ cửa, nhưng ông rầu lo đến đêm không thể ngủ, sức khỏe suy sụp. Thế là ông lại di dân qua Sithon ở Mỹ. Tính đến nay đã mấy năm, không gặp phải người quen Đài Loan nào. Dù vậy, mỗi khi ra đường là ông mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét, nhìn tứ phía, tâm hãi hùng như kẻ trộm. Do cả đời ông sự nghiệp không thành, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ con, nên sống không vui vẻ thoải mái. Vì vậy mà hai cô con gái mới hỏi Quả Lâm về chuyện của cha mình. Quả Lâm giải thích: phụ thân hai vị đời quá khứ có phúc báo rất lớn, ông được thừa hưởng gia sản kết xù, mọi mặt đều có người lo liệu, có thể nói là ngày ngày thu vô cả đấu vàng. Nhưng ông làm gì cũng không hỏi ai, chỉ biết dung tay tiêu tiền, dốc sức hưởng lạc. Trong nhà còn nuôi một số văn nhân mặc khách ăn bám theo, thường tụ họp vui chơi yến ẩm. Ông nhiều lần tổ chức trò chơi, cho thả hàng trăm con chim có đeo vàng nơi chân chúng. Hễ ai bắt được chim thì thưởng luôn vàng đó, khiến mọi người tranh nhau giành bắt. Riêng ông ngồi đó ngắm nhìn tiêu khiển. Số khách kiếp trước theo ăn bám ông, đời này cũng tụ hội quanh ông. Nhờ ông còn phúc dư nên còn duy trì sự nghiệp. Những kẻ hùng vốn với ông toàn là đám thực khách kiếp xưa theo ăn của ông. Này do trả nợ mà tìm tới, cho nên dù có xảy ra công ty bị thất bại, họ vẫn không đòi nợ ông. Dù biết ông lìa quê để trốn nợ, họ cũng không có tâm truy đuổi chiếm đoạt. Nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ, họ cư xử như vậy đều thuộc về nhân quả. Phần mẫu thân và hai chị em cô kiếp xưa đều là thê thiếp của ông, cho nên đời nay không những rất muốn chăm sóc ông mà còn phải lo kiếm tiền cho ông xài. Tất cả đều thuộc nhân duyên túc thế. Chúng ta nếu muốn sống hạnh phúc thì nên dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, buông bỏ tất cả ân oán thế gian. Thời gian chúng ta sống trên đời không nhiều, hãy chân thành lễ bái khoảng 3 bộ lương hoàng sám, có thể giúp tiêu trừ vô lượng tội nghiệp. Lấy lời răng tứ chủng thanh tịnh minh hối để noi theo, chọn pháp tu thích hợp với mình. Đừng phí thời gian bàn phải quấy bình hay dở của người. Phải biết quán tự tại, tự quán xét mình mới là Bồ Tát. Quán tha tại, dòm xét người chính là phàm phu. Đừng hễ ở nhà là thấy chồng không tốt, bà xã không hay, toàn bới móc khuyết điểm. Đừng vào công ty là thấy anh Lý chẳng đúng, chú Trương sai, ai cũng xấu. Quy y Tam Bảo rồi, chớ cho Trương cư sĩ quá dữ, ông Lý quá hiền, bà Dương chỗ nào cũng chướng mắt. Vào chùa thì thấy Đại Hòa Thượng vô tích sự, Nhị Hòa Thượng chẳng tu, Tam Hòa Thượng chẳng giữ thanh quy. Tóm lại chỉ có mình ta là tốt đúng nhất. Người như vậy là chỉ biết quán tha tài, chẳng giỏi quán tự tại, cho nên trong mắt chứa toàn lỗi người, đầy bụng toàn là than quán, chỗ chỗ đầy phiền não. Thế thì làm sao có thể sống tự tại được? Nếu thường quán tự tại thì phải luôn tự tỉnh, chẳng để phạm lỗi, hằng thấy tất cả là Bồ Tát. Hành được vậy thì sống ở đâu cũng tự tại, lúc nào cũng hưởng pháp hỷ sung mãn. Đây chính là cách tu tốt nhất. Trong Tâm Kinh nói, Bồ Tát quán tự tại, quán sát thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều hư huyễn, là không, hành trì bền bỉ, khai mở trí tuệ, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài Tuyên Hóa giảng, chỉ cần thấy lỗi của mình, không thấy chỗ sai của người, phải xem tất cả bình đẳng, thương như nhau, đồng thể đại bi, có thể quá khứ,
ta cũng đối họ như thế, nên hôm nay họ mới đối với ta như vậy. Nếu nghĩ được thế này thì việc gì cũng hóa giải được. Đại sư Ấn Quang dạy, nếu thường thấy lỗi mình và kịp thời sửa sai là đang đi trên đường Bồ Đề. Chúng ta sống hòa hợp quan hỷ, diễn ly phân biệt, không nghĩ quán thân mới là diệu pháp giải quán kết. Người tu hành đối với việc bị phỉ báng và công kích như thế nào? Sư Vĩnh Gia trong Chiến Đạo Ca có dạy chúng ta, mặt người phỉ báng nói xấu bạn, nếu họ làm vậy cũng giống như cầm lửa muốn đốt trời từ phía công thôi. Khi chúng ta nghe lời tục tằng xấu ác thì hãy vui như uống cam lộ, bởi vì người đang giúp ta tu thành tựu. Làm được vậy gọi là tiêu dung. Tiêu là tâm khéo hóa giải tất cả chướng ngại, tâm cùng hư không hòa thành một, có thể dung chứa tất cả. Nếu làm được như thế, bạn sẽ chứng nhập cảnh giới bất tư nghị. Những lời ác khẩu tổn hại kia thực giống như tư lương giúp ta tu hành, là thiện tri thức của ta. Ta không nên vì những lời dèm chê phỉ báng mà sinh phân biệt quán thân, bằng không sao có thể phát huy sức mạnh vô sinh nhẫn. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối mọi quán kết cùng chúng sinh, dùng tâm từ đối đãi thì ác duyên sẽ hóa giải. Ví dụ như con muỗi, ta không nên cho là nó có chủ ý muốn hút máu. Người đã tiêu nghiệp chướng sẽ không bị chúng cắn, bởi vì không còn thiếu nợ chúng. Xin kể câu chuyện ngài Tuyên Hóa giải trừ quan kết với muỗi như sau. Ha ha ha,